Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư Tôn Túc Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni, quý cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Mùa Phật Đản Phật lịch 2568 lại trở về trong không khí hân hoan của người con Phật. Khắp năm châu, muôn người đều hướng về đại lễ với tất cả tấm lòng chí thành, chí kính. Kính mừng ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc đạo sư ra đời vì hạnh phúc an lạc của chư thiên và loài người. Với chúng ta, đại lễ Phật Đản hay ngày Tam Hợp kỷ niệm Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn là dịp cùng nhau ôn lại cuộc đời cao thượng, những lời dạy vô ngã vị tha, đầy thương yêu và trí tuệ, không chỉ là nguồn an ủi mà còn hiến tặng giải pháp thiết thực chuyển hóa nỗi khổ và niềm đau cho mọi người, kiến tạo môi trường an lạc cho nhân dân vạn loài. Thế giới hôm nay đang phải chịu nhiều khổ đau do thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh và xung đột. Chiến tranh làm cho nhân loại vốn đã khổ đau càng thêm đau khổ. Hận thù tiếp nối hận thù, con người phải sống trong nỗi bất an và sợ hãi. Nguy cơ của vũ khí hủy diệt đang đe dọa khắp hành tinh thân yêu của chúng ta, hủy diệt sự sống của nhân loại. Hơn bao giờ hết, chúng ta càng chân kính và nỗ lực thực hành lời dạy quý báu của Đức Thế Tôn trong việc xây dựng một thế giới an bình, nhân văn và đạo đức. Mùa Phật Đản, mùa của yêu thương và hiểu biết, tôi kêu gọi tất cả những người con Phật hãy tinh tấn thực hành những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật, tinh hóa tâm thức, chuyển hóa tam độc tham sân si thành tam vô lậu học giới định và tệ, kiến tạo chánh báo trang nghiêm thanh tịnh để hình thành y báo hòa bình an lạc như kinh Duy Ma Cật đã dạy: tâm bình thế giới bình. Kính mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi kêu gọi tăng ni và quý Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan, mỗi người càng tinh tấn tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đối với chúng sanh vạn loài, thắp sáng thế gian này bằng ánh sáng từ bi và trí tuệ. Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh, tôi mong muốn tất cả người con Phật khắp nơi trên thế giới đoàn kết cùng cả nhân loại chung sống vị tha, kiến tạo thế giới hòa bình, an lạc. Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni, quý đồng bào Phật tử đón mùa Phật Đản vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự trong ánh hào quang của Đức Phật Thích Ca Từ Phụ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Khuê Liên tuyên đọc bài ý nghĩa Phật đản của Hòa Thượng Bảo Nghiêm Phó Pháp Chủ để cho quý Phật tử am tường và hiểu ngày lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ý nghĩa Phật đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024. Gần ba thiên kỷ trôi qua, tệ giác giải thoát và diệu pháp từ bi của Thế Tôn vẫn mãi sáng ngời và luân chuyển ngang công phu tu tập hàng hóa của đoàn thể thanh tịnh tăng. Ngày nào ngôi tăng còn thể hiện được bản thể hòa hợp thanh tịnh thì Đức Thế Tôn vẫn còn thể hiện và giáo pháp vẫn hoàn toàn. Chính pháp còn thì tà pháp suy vong, diệu pháp còn thì mê pháp suy tàn. Cũng như ánh sáng hiện thì đêm tối diệt, minh hiện thì vô minh diệt. Chính pháp do tu hành, diệu pháp nhờ tuyên thuyết. Dù xuất gia hay tại gia, mỗi người đệ tử Phật nỗ lực tham gia cùng giáo hội, củng cố và xây dựng tăng đoàn, nuôi dưỡng bồ đề tâm, giữ vững niềm tin bất hoại, khuyến thiện, hành thiện, giúp người Phật tử chân chính tin sâu nhân quả, hiểu rõ phúc đức, rèn luyện trí tuệ, ứng dụng nhân nhiễm giáo pháp mà vào đời sống thường nhật, chuyển tải thông điệp hòa bình và an lạc của bậc thầy của ba cõi, đạo sư của muôn loài, đã cho truyền nhằm mang lại hạnh phúc an lạc cho tự thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng quốc gia phồn thịnh, thế giới thanh bình, nhân dân an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.